Xin chào các anh em, chào mừng anh em trở lại với anh em TV. Thì đây chính là chiếc Zenfone 5Z với giá đắt hơn Zenfone 5 rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta nên lựa chọn chiếc máy này? Nó có gì khác với Zenfone 5? Thì hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Anh em ơi! Thực ra là ban đầu mình định quay ngay tại hiện trường luôn, nhưng mà chỗ này thì chỗ làm việc mình không được nói lớn, nên bây giờ mình sẽ thu âm lại cho các bạn nghe. Khi mình cầm trên tay chiếc Zenfone 5Z này thì mọi thứ đều rất là quen thuộc so với Zenfone 5 về thiết kế, về màn hình. Và cái duy nhất thay đổi giữa Zenfone 5Z và Zenfone 5 là ở con chip Snapdragon 845 thay vì 636. Và gần như là mọi ưu điểm của chiếc máy này so với Zenfone 5 đều tập trung xoay quanh con chip này cả. Nếu xét về phần camera thì nó vẫn sẽ phần cứng tương tự, là chúng ta vẫn sẽ có camera kép 12 chấm cùng với một cái góc rộng là 8 chấm. Và cảm biến thì cũng y chang nhau luôn. Tuy nhiên thì khi mà mình vọc kỹ hơn về phần camera này, nhất là phần quay phim, thì mình nhận ra được rằng Zenfone 5Z có khả năng quay phim 4K 60 khung hình 1 giây và quay slow motion Full HD ở 240 khung hình 1 giây, điều mà Zenfone 5 không làm được bởi vì cái giới hạn của con chip. Một điều nữa là các bạn nên nhớ rằng là Zenfone 5 chúng ta còn có rất là nhiều tính năng về AI và trí tuệ nhân tạo, và trên Snapdragon 845 thì lại có một phần cứng riêng biệt để xử lý cho việc này. Chính vì vậy khi mà Asus trang bị Snapdragon 845 trên chiếc Zenfone 5Z thì mọi tác vụ AI nó trở nên mượt mà hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn rất là nhiều. Ví dụ ở phần camera thì thay vì chúng ta phải mất một thời gian chờ đợi là nó phải nhận diện ra được khung cảnh chúng ta là gì, thì đối với Zenfone 5Z thì mình đã không còn cảm giác có thời gian chờ như vậy nữa. Và khi mà giơ lên là máy có thể xử lý nhanh ngay lập tức luôn. Một điểm khác là sau khi mà các bạn chụp hình xong thì đối với Zenfone 5 thì sẽ mất thêm một khoảng thời gian mặc dù ngắn thôi phải xử lý bức ảnh theo AI, người ta gọi là AI Learning. Thì đối với Zenfone 5Z thì cái thời gian này rất là ngắn và gần như là không thể nhận ra được. Và kết quả cho lại được thì nó tuyệt vời hơn so với Zenfone 5 khá là nhiều. Mình không biết là cụ thể như thế nào bởi vì đây chỉ là máy sample thôi. Khi nào mà có máy chính thức thì mình hy vọng mình sẽ có nhiều thời gian trải nghiệm với nó hơn để có thể chia sẻ đến anh em. Phần AI này thì ngoài ở phần camera thì chúng ta còn có ở những phần khác, ví dụ như là AI Ringtone, một tính năng khá là thú vị trên Zenfone 5. Thì đối với Zenfone 5Z thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn, và bây giờ chúng ta không cần phải mất thời gian chúng ta điều chỉnh âm lượng mỗi khi mà chúng ta chuyển từ phòng họp sang một nơi ồn ào nữa. Tất cả thì để cho Zenfone 5Z tự lo hết. Một điều khá là quan trọng nữa thì đối với Snapdragon 845 thì tính năng AI Boost, tức là tăng cường khả năng của CPU giúp cho máy trở nên mượt mà hơn và giữ hiệu năng ổn định một thời gian lâu dài hơn, thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn so với 636. Thì tất nhiên khi mà anh em chúng ta chơi game hay xử lý cái tác vụ nặng thì nhờ có cái 845 thì nó sẽ mượt mà hơn hẳn so với 636 trên Zenfone 5. Và đó cũng gần như là lý do duy nhất mà chúng ta nên lựa chọn Zenfone 5Z thay vì Zenfone 5. Bởi vì những cái thông số khác về phần cứng thì nó cũng tương tự. Chúng ta vẫn sẽ có một thiết kế rất là đẹp với hai mặt kính cùng với khung là kim loại. Chúng ta vẫn sẽ có một màn hình là 6.3 inch cùng với cái tai thỏ nằm phía trên, và màn hình phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Viên pin thì vẫn được giữ mức là 3300 mAh, nhưng mà đối với Snapdragon 845 thì mình hy vọng là nó sẽ cải thiện hơn về việc tiết kiệm năng lượng. Còn anh em nghĩ sao, chúng ta nên lựa chọn một chiếc Zenfone 5 với hiệu năng khá là tốt cũng như là chụp hình đẹp và mọi thứ rất là ok trong tầm giá khoảng 8 triệu, hay là chúng ta nên bỏ thêm một số tiền nữa, chính xác là 12.490.000 đồng, để sở hữu chiếc Zenfone 5Z mang lại hiệu năng đỉnh hơn và mọi thứ nó trở nên hoàn hảo hơn? Và anh em nghĩ sao về vấn đề này thì hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận bên dưới video cho mình cùng biết và cũng như vào thảo luận nha. Còn bây giờ thì xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Anh em ơi!